tôi là thầy thuốc Việt Nam. Tân phố quê tôi yêu cuộc sống yêu đời. Nhịp xuân Sài Gòn thành phố mang tên Bác. Tân phố quê mình hòa nhịp sống đi lên. Chúng tôi là thầy thuốc Việt Nam. Tân phố quê tôi đầy mạnh đất kiên cường. Ta vẫn tự hào về ngành y bác sĩ. Yêu quý mọi người và yêu mến các bệnh nhân. Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên ngành, y tá siêng năng, hộ lý chuyên cần. Sức khỏe là vàng, bệnh tật xua đi. Ta không thể ngủ quên, ta không thể ngủ quên. Ân cần thân thiện văn minh y đức, cứu giúp cho mọi người, cứu sống cho cuộc đời. Tân Phú bây giờ bệnh viện mới đầy đủ tiện nghi. Tôi là thầy thuốc Việt Nam. Tân phố quê tôi yêu cuộc sống yêu đời. Nhịp sống Sài Gòn thành phố mang tên Bác. Tân phố quê mình hòa nhịp sống đi lên. Chúng tôi là thầy thuốc Việt Nam. Tân phố quê tôi đầy mạnh đất kiên cường. Ta vẫn tự hào về ngành y bác sĩ. Yêu quý mọi người và yêu mến các bệnh nhân. Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên ngành, y tá siêng năng, hộ lý chuyên cần. Sức khỏe là vàng, bệnh tật xua đi. Ta không thể ngủ quên, ta không thể ngủ quên. Ân cần thân thiện văn minh y đức, cứu giúp cho mọi người, cứu sống cho cuộc đời. Tân Phú bây giờ bệnh viện mới đầy đủ tiện nghi, cứu giúp cho mọi người, cứu sống cho cuộc đời. Tân Phú bây giờ bệnh viện có đầy